Khánh và Nhật Tân xin kính chào quý vị đang đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 hôm nay ngày 22 tháng 9, mời quý khán giả đến với những thông tin trong nước đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức lễ xuất quân, tăng cường hơn 200 thầy thuốc được phân thành 20 tổ lên đường với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt. Tại lễ xuất quân, lãnh đạo bệnh viện đã giao nhiệm vụ cho đoàn và lưu ý cán bộ y bác sĩ của bệnh viện cần chấp hành đủ tất cả các quy định, điều lệnh, điều lệ của quân đội, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Toàn bộ lực lượng trước khi lên đường làm nhiệm vụ đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lộ trình sau ngày 30 tháng 9, thành phố sẽ từng bước chuyển đổi công năng các bệnh viện trở về với công năng ban đầu, đó là tiếp nhận, điều trị những bệnh nhân không phải bệnh COVID-19 để phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân. Việc đưa hệ thống điều trị của Thành phố Hồ Chí Minh trở về với công năng ban đầu phù hợp với chiến lược và mục tiêu của thành phố là chủ yếu điều trị và cách ly bệnh nhân F0 tại nhà. Do vậy, lộ trình sau ngày 30 tháng 9, thành phố sẽ chuyển đổi công năng các bệnh viện trở lại. Trước mắt ưu tiên chọn các bệnh viện đa khoa ở các quận huyện để trở về với công năng ban đầu. Đó là tiếp nhận điều trị những bệnh nhân không phải COVID-19 để phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân. Công an thành phố Đà Nẵng vừa mời quản trị viên nhóm Hội ăn vặt Đà Nẵng đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ. Trước đó, một tài khoản Facebook có tên HH đăng tải lên nhóm Hội ăn vặt Đà Nẵng với nội dung Giờ khu công nghiệp mới mở cửa được có vài ngày, đã có 300 F0 rồi. Như này, giờ truy vết kiểu gì đây? Sao khổ quá vậy? Đây là thông tin xuyên tạc sai sự thật. Tuy nhiên, quản trị viên nhóm Hội ăn vặt Đà Nẵng có gần 50.000 người theo dõi đã không kiểm duyệt bài viết để nội dung lưu truyền trên nhóm của mình gây hoang mang cho dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Đà Nẵng hiện đang tiếp tục điều tra xác minh chủ tài khoản Facebook HH để xử lý theo quy định pháp luật. Trong chương trình công tác tại tỉnh Tây Ninh, chiều ngày 22 tháng 9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Protest Việt Nam tại khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Vấp. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chia sẻ với những khó khăn của công ty trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo công ty trong công tác bảo vệ sức khỏe cho nhân viên, người lao động, cũng như chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, công ty tiếp tục khắc phục khó khăn, đồng hành với chính phủ và địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, đồng thời tranh thủ các nguồn vaccine để triển khai tiêm cho công nhân trong công ty. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi và tặng nhiều phần quà cho người lao động công ty. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn thực hiện ba tại chỗ cho công đoàn viên, người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Rotet Việt Nam. Công đoàn khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa tiến hành trao tiền hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên người lao động tại các doanh nghiệp đang thực hiện ba tại chỗ. Đây là chính sách thực hiện theo quyết định số 3089 ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh triển khai đến các đơn vị trực thuộc. Theo quyết định, mỗi đoàn viên công nhân lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng một người, hỗ trợ một lần. Kinh phí trong đợt đầu tiên được trao cho các đơn vị như công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành nằm trong khu công nghiệp Trảng Bàng có 440 đoàn viên người lao động đang thực hiện ba tại chỗ với tổng số tiền được trao là 440 triệu đồng. Tại khu công nghiệp Thành Thành Công, kinh phí được trao cho công ty trách nhiệm hữu hạn dệt May Hồng Kông là 457 triệu đồng với số lượng 457 đoàn viên người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Phước Đông, kinh phí hỗ trợ được trao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Yuxin Việt Nam có 326 đoàn viên người lao động đang làm việc với tổng số tiền 326 triệu đồng. Kính chào quý khán giả, sau đây xin mời quý khán giả đến với thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh mà chúng tôi vừa nhận được. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 9 đến 18 giờ ngày 22 tháng 9, Tây Ninh ghi nhận thêm 85 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 17 ca so với ngày 21 tháng 9. Trong đó, Tết Dương Sàng Lọc 22 ca, F1 Tri Vết 1 ca, cách ly tập trung 52 ca, trong khu phong tỏa 10 ca, cụ thể, ngoài tỉnh 1 ca, huyện Tân Châu 44 ca, tăng 31, trong đó Suối Dây 15 ca, Tân Đông 1 ca, Tân Hội 28 ca, thị xã Trắng Bàng 31 ca giảm 5, trong đó An Tịnh 18 ca, Lộc Hưng 2 ca, Phương Trắng Bàng 3 ca, Phước Bình 8 ca, thành phố Tây Ninh 3 ca, không tăng giảm tại phường 2, huyện Châu Thành 2 ca giảm 2 tại biên giới, huyện Dương Minh Châu 1 ca tăng 1 tại Chà La, thị xã Hòa Thành 1 ca giảm 2 tại Trường Hòa huyện Tân Biên 1 ca giảm 7 tại Trà Vong, huyện Bến Cầu 1 ca tăng 1 đang xác minh địa chỉ. Về công tác tri vết, các địa phương đã hoàn thành xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ theo quyết định số 2093 ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các trường hợp nghi nhiễm 22 trường hợp, tri vết 13 F1, cụ thể Tân Châu 2, thành phố Tây Ninh 4, thị xã Trắng Bàng 16 về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung, 2.046 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, 4.293 người. Về công tác điều trị, tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm COVID-19 8.419 bệnh nhân, đang điều trị 1.479 bệnh nhân. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện 149 người. Sau khi xuất viện các bệnh nhân từ cách ly 14 ngày tại nhà, Tính đến ngày 22 tháng 9, có 6.821 bệnh nhân được khỏi bệnh. Trong ngày 22 tháng 9, không có ca tử vong. Tính từ đầu dịch đến ngày 22 tháng 9, đã có 119 ca tử vong. Đến ngày 22 tháng 9 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 729 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 204 vùng, 525 vùng đã giải tỏa. Về tình hình tiêm vaccine, tổng số vaccine được phân bổ của Bộ Y tế đến ngày 22 tháng 9 năm 2021 là 443.740 liều, đã tiêm được 419.758 liều trên 443.740 liều và trong đó mũi 1 367.713 liều, mũi 2 40.963 liều đạt tỷ lệ 94,5%. Công suất tiêm bình quân từ 32.000 liều trên ngày với 108 điểm tiêm cố định và 31 đội tiêm lưu động. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày là 2.993 người với số tiền 4 tỷ 489 triệu 500 000 đồng. Tổng cộng đã chi hỗ trợ đến ngày 22 tháng 9 năm 2021 là 41.058 người với số tiền hơn 62 tỷ 024 triệu đồng. Thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ www.ttv11.com.vn, website taynintv.vn và các bản tin hạ tầng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.